Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 138. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Giê-hô-va vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả thì cũng đói đến những người hèn hạ. Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Chương 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi,
bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Sách Ezra chương 1. Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pherosơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Siru vua Pherosơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng: Siru vua Pherosơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng, có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn trỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Vua Siru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người. Siru, vua Pherosơ, truyền Mithredat, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sheshbaza, quan trưởng của Giu-đa. Này là số của các khí dụng ấy: 30 cái chậu vàng, 1000 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc thứ hạng nhì, 1000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc, số là 5400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Sheshbaza đem lên luôn hết thảy vật ấy. Chương 2. Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar vua Babylon bắt dẫn qua Babylon, này những người bị đày đó trở lên Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Sơ-rô-ba-bên, Giê-xua, Nê-hê-mi, Sê-ra-gia, Rê-ê-la-gia, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bạc, Biết-vai, Rê-hum và Ba-a-na dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của dân Israel: họ Pha-rốt 2172, họ Sê-pha-ti-a 372, họ A-rách 775, họ Pha-hát-mô-áp, con cháu của Giê-xua và Giô-áp 2812, họ Ê-lam 1254, họ Sát Tu 945, họ Sát Cai 760, họ Bani 642, họ Bê Bai 623, họ Agác 1222, họ Adonikam 666, họ Biết Vai 2056, họ Adin 454, họ A-te về gia quyến Ê-xê-chia 98, họ Bết-sai 323, họ Yô-ra 112, họ A-sum
223, họ Giba 95, họ Bethlehem 123, người Netopha 56, người Anatot 128, người Achmavet 42, người Kiriat Arim, Kephira và Beerot 743, người Rama và Geba 621, người Mitma 122, người Beten và Ahi 223, họ Nebo 52, họ Magbi 156, họ Elam khác 1254, họ Harim 320, họ Loder, họ Hadid và họ Ono 725, người Jericho 345, họ Sena 3630. Những thầy tế lễ, họ Jedaya thuộc về nhà Yeshua 973, họ Ime 1052, họ Phasurơ 1247, họ Harim 1017. Các người Levi, họ Yeshua và các Mien, con cháu của Hodavia 74. Những người ca hát, họ Asap 128. Các con cháu kẻ giữ cửa, con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu Akup, con cháu Hatita, con cháu Sobai, cộng hết thảy là 139 người. Kẻ phục dịch trong đền thờ, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabaot, con cháu Kerot, con cháu Siha, con cháu Badon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Akup, con cháu Hagab, con cháu Samlai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Gacha, con cháu Reaya, con cháu Resin, con cháu Nekoda, con cháu Gasam, con cháu Usa, con cháu Phasea, con cháu Besai, con cháu Asena, con cháu Meunim, con cháu Nefushim, con cháu Bakbuk, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Balut, con cháu Mehida, con cháu Hatsa, con cháu Bakko, con cháu Sisera, con cháu Thamat, con cháu Nesia, con cháu Hatifa. Con cháu của các tôi tớ Salomon, con cháu Sotai, con cháu Soferet, con cháu Feruda, con cháu Yaala, con cháu Đạt Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatia, con cháu Hát Tinh, con cháu Bokeret Hasebaim, con cháu Ami. Tổng cộng những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Salomon đều là 392 người. Này là những người ở tên Mela, tên Hạt Sa, Kerub Adan và Ime trở lên. Không thế nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng. Con cháu Delaya, con cháu Tobia, con cháu Nekoda đều 652 người. Trong dòng dõi thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc Si Lai. Người ấy có cưới một con gái của Bạc Si Lai ở Galaad nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337. Cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem
thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 min bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel thảy đều ở trong bổn thành mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.